Thì trên tay tôi là một chiếc tai phone, có nghĩa là earphone. Rồi trong quá trình nghe mà giật tới giật lui á, dây cũng có thể đứt, dây cũng có thể đứt, hoặc là cái này nó cũng có thể đứt. Ta dùng cái đồng hồ đo, mình đo không có kỹ thuật cao rồi ha, không có lên. Vì vậy thì chúng ta sẽ lấy nước xăng thơm, nước xăng thơm, rồi ta chấm cái viền để cho nước xăng thơm nó chịu ở đây để cho nó mềm, chúng ta thấy lấy lò lên được. Rồi cho một miếng xăng thơm. Rồi khoảng 2 phút.
hai dây này chung hàng là gọi là mắt, hai dây còn lại hàng hai tay bên kia cái bên. Chúng ta đã thành công.